Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, giải bóng bàn gia đình và trung cao tuổi tranh giải Agribank năm 2022 do Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức đã bế mạc vào chiều ngày 26 tháng 6. Giải lần này thu hút trên 200 vận động viên của các gia đình là cán bộ, công nhân viên lao động, đoàn viên công đoàn, trung cao tuổi đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 9 nội dung gồm đôi vợ chồng, đôi anh chị em, đôi cha con, đôi mẹ con, đôi nam nữ trung cao tuổi, đôi nam nữ thiếu nhi lứa tuổi từ 7 đến 9 tuổi và 10 đến 11 tuổi. Được biết đây là giải thường niên được Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam dịp 28 tháng 6. Qua đó là dịp để các gia đình được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, từ đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong các gia đình ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 9 giải nhất, 9 giải nhì và 18 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.